Chương trình này được bảo trợ bởi Chin và Kim Thư Cherry bán vàng 4 số 9 của hình bản đồ Việt Nam 7149859999. Học khu Huntington Beach Union High School District. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục với phần thứ năm của chương trình Cà phê sáng của Leader Sài Gòn TV. Thưa quý vị, cảnh sát ở Texas, San Antonio cho biết rằng là cái cuộc tìm kiếm một người phụ nữ 51 tuổi là mẹ của bốn người con vẫn đang tiếp tục qua từng lễ thứ ba mà chưa có một cái manh mối gì hết. Thì lần cuối cùng mà người ta thấy người phụ nữ này, cô tên là Susanna Simpson là vào ngày 7 tháng 10 thì lúc đó đó hàng xóm của cô nói rằng À, thấy cái tiếng la hét cãi cọ giữa bà với lại chồng của bà rồi qua cái cửa sổ nhà đó thì hàng xóm thấy rằng là hai vợ chồng xảy ra ẩu đả người chồng đó, nắm lấy cái phần phần đầu của bà rồi có những cái hành hung rồi sau đó nghe tiếng bà la hét rồi thấy lôi đi rồi sau đó nữa cũng có những người hàng xóm nghe cái tiếng la hét của bà ở trong một cái cổ một cái khu rừng rồi sau đó biến mất người ta không thấy bà đâu nữa hết sau cái ngày đó, sau ngày 7 tháng 10. À, khi mà người ta tiếp tục người ta tìm kiếm thì người ta không biết bà đâu cho đến ngày 10 tây tháng 10 thì người ta bắt ông chồng của bà. Thì ông chồng bà đến giờ vẫn một mực nói là ông không biết bà ở đâu. Rồi à, khi mà bắt ông chồng của bà này thì à, người ta cáo buộc là có những liên quan đến cái tội là hành hung rồi có à, chứa những cái à, có um, những cái vũ khí à, trái phép rồi người ta bắt luôn một cái người cộng sự với chồng của bà cũng liên quan đến việc là xóa bỏ những cái bằng chứng rồi cũng có những cái chuyện mà tàn trữ vũ khí vân vân rồi bây giờ đã 3 tuần lễ đã trôi qua, nói rằng là cảnh sát đã lục tung hết những cái cánh rừng gần đó, rồi những cái khu vực ở gần xung quanh, rồi nhà cửa, nhưng mà vẫn chưa thấy cái tung tích của người phụ nữ này đâu hết. À, bố mẹ của bà đó thì nói với cảnh sát rằng là bà uh, mẹ của bà tin chắc rằng là trước đó thì hai người này cũng đã từng xảy ra những cái cuộc uh, cãi vã trước khi con bà mất tích rồi uh, cái uh, có những cái điều mà bà nghĩ rằng là hiện bây giờ đó bà tin rằng là con gái bà không có còn uh, những người ở uh, bà cùng với lại những cái người ở địa phương đó cũng đã tổ chức cái buổi uh, cầu nguyện bởi vì bà nghĩ rằng con bà đã qua đời rồi mặc dù bây giờ đến bây giờ sau 3 tuần vẫn tìm không có ra được một cái một cái dấu vết gì mà để cho thấy rằng là ví dụ như là bị chết bị giết bị chôn ở đâu vân vân tất cả đều không có tung tích gì dĩ nhiên thì ông chồng của bà này nói là ông không biết ông không biết bà này ở đâu hết chỉ bây giờ có cái cáo buộc là bạo bạo lực gia đình bởi vì người ta có thấy người ta thấy rằng có tiếng la hét có thấy rằng ông kia là có túm bà này nắm đầu bà lôi đi vân vân nhưng mà bây giờ thì không biết làm sao cảnh sát cũng chỉ có thể là kêu gọi là tất cả những ai mà có tìm ra được có cái manh mối gì thì có thể là báo cho cảnh sát biết ông chồng thì vẫn đang bị giam giữ với cái mức tiền tại ngoại hậu tra là 500.000 đô la rồi cũng bị đặt trong cái tình trạng quản thúc, rồi bị phải giao nộp cái hộ chiếu không có cho được đi đâu hết, vân vân. À, thì đây là một cái trong những cái câu chuyện cũng rất là kinh khủng liên quan đến những cái bạo hành gia đình. Dạ Vâng, à, xin lỗi quý vị, vì sáng này là Thái đưa tìm thêm một cái thông tin nữa là toàn những thông tin nặng nề không? À hôm qua thì buổi khuya qua thì tìm được toàn những thông tin tôi thấy là toàn những thông tin về giết người không um, một cái cậu bé 17 tuổi quý vị thấy trên màn ảnh cậu bé này đang sinh sống ở Texas và ngày hôm qua ra hầu tòa khi mà chúng ta nhìn hình ảnh này á, thì chắc chắn rằng quý vị nào chúng ta cũng sẽ đoán được ít nhiều cái nụ hôn và cái thái độ của nam thiếu niên này ở trong cái phòng xử ở tòa án khi mà cái thiếu niên này đưa chu cái mỏ mình ra chu cái miệng mình ra và đưa một cái nụ hôn gió về phía bên gia đình của nạn nhân. Cái sự việc nó xảy ra như thế nào thưa quý vị? Sở cảnh sát Houston hôm ngày thứ sáu vừa qua ngày 10 tháng 8 á, đã thông báo rằng là những cái cảnh sát này bắt giữ một cái nghi phạm, một cái tên tội phạm tên là Gasca Martinez vì cái tội giết người và cái thiếu niên ở trên màn ảnh đó là cái thiếu niên mà cảnh sát đang bắt giữ tên là Gasca Martinez. Cái thiếu niên này đã bị buộc tội là đã bắn vào một cái người đàn ông 37 tuổi vào khoảng 12 giờ 30 phút sáng có là khuya ngày 9 tháng 10 vào ngày có nghĩa là sáng ngày 10 tháng 8, 10 tháng 8 năm 2024 vừa qua tại một cái khu nhà số 600 phố Loper ở phía đông nam của thành phố Houston ở Texas. Cảnh sát người ta đến hiện trường ngay lập tức thì phát hiện ra anh Casas, Cass 37 tuổi, À, bị nhiều cái vết thương do đạn bắn và khi mà người ta tới thì người ta thấy là vừa bị bắn, vừa bị vết thương ở trong người bị bầm tím rồi máu me tùm lum hết. Thì khi vào nhà thì mới phát hiện ra đó là cái người đàn ông mà bị bắn đó cố bảo vệ vợ mình, đứa con gái 16 tuổi của mình là con riêng của vợ, có nghĩa là người đàn ông này cha dựng cộng với lại đứa con trai 3 tuổi của mình ở trong ngôi nhà đó. Các nhân viên y tế người ta tuyên bố rằng là anh Kasas này đã tử vong ngay tại hiện trường. Và cảnh sát người ta cho biết rằng ngay tại thời điểm đó thì anh này đang đối đầu với một cái người đáng nghi ngờ. Và khi mà báo về cảnh sát thì người ta bắt liền ngay tên tội phạm này. Đó là cậu bé 15 tuổi tên là Gasca Martinez. Ờ, tại sao cái tên này giết cái người đàn ông này thưa quý vị? Vì một lý do. Cái cậu thanh niên này, á, cái cậu thiếu niên này á đi học trong trường. Thấy đứa con gái 16 tuổi của người đàn ông này với vợ. Có người đứa con gái riêng của người đàn, đàn, đàn ông á. Thì mới thấy cái cô gái này đẹp, xinh đẹp mới bắt đầu đi theo tán tỉnh. Rồi suốt cái thời gian đó thì cái cậu này tán tỉnh cô này hoài luôn đi theo và cái cô này cô nói là cô không thích, cô không muốn quan tâm và cô cũng không muốn có nhu cầu có bạn trai trong thời điểm mà cô đang học như vậy và cô cũng không thích như vậy. Thì liên tục như vậy khi mà bị từ chối thì cái thiếu niên này bắt đầu mới điên tiết lên. Ngày nào cũng theo dõi cái cô này, đi theo sau đuôi rồi nhắn những cái tin nhắn đe dọa vào trong cái điện thoại của cô này. Thậm chí là khi mà cái cô gái 16 tuổi này ấy, chặn cái số điện thoại của nam thanh niên này lại thì cái nam thanh niên này bắt đầu nó tức tối lên mới tìm cách là đe dọa bằng những cái cú điện thoại gọi vào trong nhà thậm chí là nói chuyện với những người liên quan đến cô gái và đưa ra những cái hình ảnh đe dọa đưa lên những cái lời đe dọa ở trên mạng instagram và ở trên facebook chụp hình ảnh cậu ta đang cầm những cái khẩu súng và chỉa vào và nói những cái lời lẽ vô cùng hăm dọa ở trên mạng xã hội và cái chuyện chuyện nó đã xảy ra thưa quý vị vào tối ngày 8 tháng 10, 10, tháng 8 năm 2024 tức là 2 tháng vừa rồi á thì uh, nam thanh niên này đã tới nhà và tấn công cái, cái, người đến để tìm gặp cô gái thì sau khi mở cửa ra thì người cha mới thấy là cái thanh niên này hung hãn mà trên tay cầm vũ khí mới tấn công với là kiểu mà bảo vệ gia đình mình thì nam thanh niên bị xung sang vào đánh người đàn ông này tới tấp và rút súng ra và bắn liên tục vào người anh ba uh, mươi 37 tuổi này là cha của một đứa bé uh, mới 3 tuổi và là cha dưỡng của bé gái 16 tuổi thì cái sự việc nó xảy ra người đàn ông này chết tại chỗ thì nam thanh niên đã bị bắt vào trong tù thì trong quá trình mà phán xét hồi ngày hôm qua thưa quý vị thì đây là hình ảnh của phóng viên của nhiều cái tờ báo lớn người ta đưa ra cái nam thanh niên này nam thiếu niên này phải bị đóng tiền tại ngoại là 200.000 mỹ kim để mà chờ hậu ra trong những cái vụ án tiếp theo trong những cái vụ xử tiếp theo khi mà vừa đứng dậy khỏi phiên tòa vừa kết thúc đó, thì nam thiếu niên này đứng dậy và đưa cái miệng ra mở một cái mình nụ hôn gió và với một vẻ rất là ngạo mạn và khiêu khích chưa rõ là hôn vào ai đưa nụ hôn gió vào ai nhưng mà hoàn toàn cái phía bên cái cậu á mà cậu hôn gió như vậy á là toàn là những cái gia đình của bên nạn nhân mà thôi thì khi mà thấy hành động như vậy thì thẩm phán ngay lúc đó đã anh dừng lại tại chỗ và đã tăng cái mức tiền bảo lãnh tại ngoại từ 200.000 Mỹ Kim lên 2 triệu Mỹ Kim trong chưa đồng đầy một phút đồng hồ sau cái hành động mà nam thanh niên này chu mỏ khiêu khích những cái gia đình nạn nhân sau khi đã giết người và làm những cái hành động đó trong suốt mấy tháng qua và cái hình cái hình phạt đưa ra thì chúng ta cũng thấy rằng là thanh niên này sẽ đối diện với lại những cái tội danh giết người rất là cao rất là nặng à, song song đó thì một cái yêu quỷ mà gofimi từ cái người vợ của anh ca sạch này đã đưa ra cũng đã mà được rất là nhiều người người ta người ta thấy rất là thương tâm rồi người ta cũng chia sẻ những cái câu chuyện cái tâm trạng của người ta vậy đồng cảm và cũng quyên góp một số tiền để cho gia đình tổ chức những cái tang lễ cho cái người chồng người cha như thế này và nhiều người bạn bè người ta đã giữ cái đang tang lễ của anh trong những ngày tháng vừa qua người ta nói rằng anh ca sạch là một người cha một người bạn một người đồng nghiệp vô cùng hiền hậu vô cùng dễ thương và khi mà bảo vệ đứa con gái của mình thì thật sự là anh ông này ông bảo vệ đứa con gái của mình khi mà hình chụp này quý vị thấy là cô bé chỉ mới có à, 10 tuổi mà thôi. Thì hiện nay là cô bé làm 16 tuổi rồi. Cái hình chụp của người cha này với đứa con gái của vợ của mình đó là hồi cô bé còn nhỏ và đây là cái tên tội phạm đã giết cái người đàn ông này. Và chúng ta thấy rằng trong cuộc sống có nhiều chuyện chúng ta không thể ngờ tới có những kẻ nó biến thái và những suy nghĩ rất là khủng khiếp khi mà chỉ còn ở cái lứa tuổi thiếu niên như vậy và cái chuyện mà chúng ta bảo vệ gia đình bảo vệ con cái chúng ta khỏi những cái tên này bằng cách là có thể là trong những cái vấn đề mà chia sẻ về cái tâm lý cũng như là cái cách mà chúng ta có thể là chúng ta đối phó những cái tên này đó cần cũng phải là có những cái gọi là cái bài học hay là những cái bài báo hay những cái kinh nghiệm cuộc sống của những người người ta truyền lại hoặc là chúng ta đọc được ở trên báo nào để chúng ta có thể tiếp cận tiếp xúc và đối phó những cái tên tội phạm trẻ thiếu niên đường đột như thế này trong cái trong cái tương lai như thế nào thì như mỗi người mỗi cảnh chúng ta thấy là đây là một cái hoàn cảnh rất là đáng thương của gia đình này à, quý vị giữ màn hình chúng tôi sẽ quay trở lại sau một vài thông tin thương mại bảo trợ cho đại.